Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ ăn sung sấy, nhưng mà không phải là loại sung bình thường, mà mình thấy ghi trên bao bì là sung Mỹ sấy thăng hoa. Và cái quả sung của nó thì nó rất là to mọi người ạ. Cái mùi sung khi mà để cả túi như thế này ngửi nó rất là rõ, mùi quả sung chín, nhưng mà khi mà đổ ra tay ấy, một ít ấy, thì mùi của nó gần như rất là ít, không ngửi thấy mùi mấy. Xin mời mọi người nha. Cái sung Mỹ sấy này lúc mới ăn thì mình thấy nó kiểu không ngon lắm đâu, nhưng mà không hiểu sao càng ăn lại càng thấy cuốn. Tuy nhiên khi ăn xong ấy thì mình phải kéo thật kỹ cái túi zip, bởi vì những cái đồ sấy thăng hoa này thì mình thấy để ở ngoài không khí một thời gian là nó sẽ bắt đầu kiểu ra nước, hơi dính dính và nó kiểu bị mềm, bị ỉu đi ấy. Còn về quả sung này thì mình thấy nó có vị ngọt và vị chua. Cái vị ngọt của nó thì sau khi ăn một lúc mình cảm nhận là nó ngọt như kiểu vị ngọt của mật ấy. Cái vị chua của nó thì mình nghĩ là nó sẽ chiếm khoảng 3 phần, còn 7 phần là vị ngọt. Và cái vị chua này thì mình thấy là sẽ giúp cho cái món sung này ăn nó đỡ bị ngán. Tuy nhiên ấy, lúc đầu mình ăn mình không thấy ngon là bởi vì cái sung này nó có một cái vị hơi ngay ngái. Như quả sung ta mình hay ăn thì nó sẽ không có vị ngái đâu, nó sẽ có vị chát thôi. Nhưng mà sau khi ăn một lúc thì mình lại thấy quen và mình lại thấy ăn nó cũng cuốn phết. Và một điều cuối cùng ấy là cái quả sung này sau khi mình nhai một lúc thì nó sẽ hơi nhớt nhớt ở trong miệng. Tóm lại là mình thấy ăn nó cũng lạ miệng và ăn nó cũng hay phết.